quần thể di tích Quỳ Hồng Lĩnh. Vào những năm Canh Tuất 1910, năm Tân Hợi 1911 của thế kỷ 20 thuộc đời vua Duy Tân, vương triều nhà Nguyễn, những người dân cày trại, làm ăn tự do, đến đây khai đất lập vườn trên vùng đất này. Trong những ngày đêm cư ngụ, làm ăn trong vườn trại để cầu cho sức khỏe, may mắn, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nên người dân đã tự lập an thờ đơn sơ bằng những tảng đá, bình hương trên đỉnh núi Mu Rùa này để làm nơi cầu khấn các chư vị thần linh, sơn thần, thổ địa, long quân, chúa mạch, bản thổ, thổ công, cầu mong bảo an tính mạng, sức khỏe dồi dào, mùa màng tươi tốt, mùa màng tươi tốt, cây trái sum suê. 60 năm sau đó, tức là vào năm Nhâm Tý 1972, thực hiện chủ trương của Đảng, rời dân từ miền xuôi lên đây làm kinh tế và lập xóm mới nay là xóm Hồng Lĩnh. Nhân dân một lòng đoàn kết, xây dựng và phát triển xóm làng. Vào năm Kỷ Sửu 2009, các hộ dân trong xóm ở gần đền đã cùng nhau khôi phục thắp hương để cầu khấn các vị thần linh, bản thổ tại vị trí có cảo thờ năm xưa. Vào năm Nhâm Thìn 2012, tức là sau 40 năm kể từ ngày thành lập làng, 1972-2012, được chính quyền xã Hùng Thành cho phép, nhân dân làng Hồng Lĩnh cùng các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, ngôi đền được xây mới đẹp đẽ, uy nghi, đồng thời mua sắm thêm nhiều hiện vật thờ tự và đặt tên mới là đền Sơn Quy kể từ năm 2012. 10 năm sau, vào mùa đông năm Nhâm Dần 2022, toàn dân lại tiếp tục tôn tạo, mở rộng khuôn viên với ước nguyện trở thành điểm văn hóa tâm linh đền Sơn Quy Hồng Lĩnh. Hàng năm vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, chi bộ, ban chỉ huy xóm, ban công tác mặt trận, hội người cao tuổi tổ chức lễ cầu yên cho toàn thể nhân dân trong xóm cũng như những cá nhân, con em có công trong việc xây dựng đền và xây dựng quê hương. Vào dịp cuối năm âm lịch, chi bộ, ban chỉ huy xóm, ban công tác mặt trận, hội người cao tuổi tổ chức lễ tạ cho toàn dân tại đền.